Với chi phí đầu tư ban đầu khoảng 600 triệu đồng, sau 12 tháng chăm sóc, vườn hoa hồng rộng hơn 2.600 m² của anh Kratan Hưng đang cho thu hoạch với sản lượng từ 1.000 đến 2.000 cành mỗi ngày. Nhờ có đầu ra ổn định, hoa hồng được thu mua với giá 3.000 đến 4.000 đồng một cành. Sau khi trừ chi phí, anh Hưng có lợi nhuận trên 20 triệu đồng một tháng. Rồi mới bắt đầu học hỏi người ta để mà chuyển qua canh tác hoa hồng. Thu nhập nó ổn định hơn rau màu lúc trước mình làm. Rau màu thì lúc lên lúc xuống. Cũng như anh Krasan Hưng, rất nhiều hộ dân, người dân tộc thiểu số trong vùng cũng chuyển sang trồng hoa hồng. Bởi so với làm rau, trồng hoa có thu nhập cao hơn, giá cả ổn định hơn. Theo các nhà vườn, với 1.000 m² hoa hồng trồng trong nhà kính, mỗi tháng cho thu hoạch khoảng 15.000 cành hoa. Bán với giá trung bình 1.200 đồng một cành, sau khi trừ chi phí, người trồng sẽ thu được ít nhất khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Trung bình mỗi hộ có từ 3.000 đến 5.000 m², mỗi tháng sẽ có doanh thu từ 30 đến 50 triệu đồng. Cái mình làm trong nhà kính này, làm cái công nghệ cao, cái bông hồng á, là nó hiệu quả kinh tế thì nó gấp rất nhiều lần so với làm bên ngoài. Ở bên ngoài thì là cái giá thị trường nó không ổn định, bấp bênh. Cứ một sào thì trung bình vốn đầu tư của nó là dưới 10 triệu đi. Thì một tháng trung bình lợi thu lợi thì khoảng là từ 20 đến 25 triệu. Hiện nay, toàn huyện Lạc Dương có khoảng 300 hộ dân đã chuyển sang trồng hoa hồng công nghệ cao thay cho những diện tích trồng rau, dâu tây hay cà phê như trước đây. Từ nghề trồng hoa hồng, nhiều hộ đồng bào có thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng mỗi năm.